Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Trong khi đó, thì nhà cầm quyền tỉnh Quảng Nam thành lập một đội xe taxi ưu tiên cho người Trung Cộng. Theo như tờ báo Dân Trí ngày 13 tháng 2 năm 2020 loan tin, Ủy ban tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải cùng với một hãng xe taxi là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh theo Hội An thành lập một đội xe taxi chỉ ưu tiên phục vụ cho những người nói tiếng Trung Hoa tại thành phố Hội An. Nhà cầm quyền tỉnh Quảng Nam cũng sẽ hỗ trợ kinh phí cho đội xe chỉ phục vụ người Trung Cộng này. Và tuy nhiên thì tổng số tiền hỗ trợ bao nhiêu không được tờ báo này đề cập. Và khách Trung Cộng đi xe ưu tiên này có phải trả tiền hay không cũng không được nhắc đến. Nhưng dư luận đã phán đoán rằng rất có thể khách Trung Cộng không phải trả tiền thuê xe cũng như là việc ở khách sạn để cách ly coronavirus không phải trả tiền. Ngoài ra thì phía nhà cầm quyền của tỉnh này cũng còn yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là phải thông báo đến khách du lịch Trung Cộng số điện thoại đặt xe Mai Linh, Hội An và tìm hiểu nhu cầu sử dụng xe của khách để đội xe taxi ưu tiên này phục vụ. Một tài xế xe taxi Mai Linh cho biết rằng bắt đầu từ ngày 12 tháng 2, các tài xế phải đứng bến để đón khách du lịch Trung Cộng. Ông Nguyễn Văn Lanh là trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Hội An cho biết, vào ngày 13 tháng 2, Hội An chỉ có 37 khách Trung Cộng mới đến ở, giảm rất nhiều so với trước khi có dịch coronavirus. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.